công ty Bình An xin kính chào bà con. Với tiêu chí phục vụ bà con trong sản xuất cũng như chăn nuôi hiệu quả, tiết kiệm thời gian và công sức, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Bình An đã luôn tìm hiểu và chế tạo các dòng máy kết hợp nhiều chức năng, giúp bà con giảm thiểu được nhiều chi phí chi trả cho các loại máy móc. Máy xay nghiền đa năng là sản phẩm tích hợp với 3 tính năng: nghiền khô, băm nhỏ, xay nhuyễn đa dạng nguyên liệu như ngô hạt, rau cỏ, đậu nành, thân cây chuối làm thức ăn thô cho vật nuôi. Đầu tiên, chúng ta sẽ sử dụng mặt sàng lỗ để nghiền các nguyên liệu thô như ngô hạt, thóc, đỗ tương thành bột cám cho vật nuôi ăn. Thành phẩm được nghiền ra ở dạng bột sẽ giúp cho vật nuôi tiêu hóa và hấp thụ dễ dàng hơn nữa. Máy sử dụng động cơ 2,2 đến 3 kW của hãng Toàn Phát, 100% lõi đồng. Dòng điện chạy tải ổn định 220 V điện gia đình. Máy được thiết kế với hai đầu cửa nạp nguyên liệu khác nhau, cùng với đó là hệ thống buồng làm việc xay nghiền tân tiến. Và đây là thành phẩm bột cám da của chúng ta. Với kích thước đồng đều sẽ rất phù hợp với các vật nuôi cỡ nhỏ như gà úm, chim cút hoặc phối trộn thêm với các thành phẩm cám dinh dưỡng khác nhau làm thức ăn đa dạng cho vật nuôi. Hiện nay các nông hộ chăn nuôi rất ưa chuộng sử dụng các dòng máy tích hợp đa chức năng, không những giá thành rẻ mà còn đem lại tới nhiều lợi ích. Buồng làm việc tân tiến với hệ thống dao băm nghiền sắc bén gồm một dao thái to 2 lưỡi và 14 dao băm nhỏ làm bằng chất liệu inox, giúp băm nhanh, băm nhỏ thành phẩm, đẩy nhanh nguồn năng suất gia tăng từ 300 đến 500 kg/giờ. Tiếp đó là chức năng băm nhuyễn nhỏ các nguyên liệu là thân cây chuối và rau cỏ. Ngoài các nguyên liệu thông thường trong chăn nuôi, máy vẫn có thể băm nghiền khoai, sắn, gừng, nghệ. Thành phẩm sau khi băm sẽ được thanh gạt đẩy ra cửa xảo một cách nhanh chóng. Đơn giản, nhỏ gọn và thuận tiện, thực phẩm giờ đã được dễ dàng chế biến nhanh chóng để phục vụ cho các hộ kinh doanh nhà hàng hoặc các hộ chăn nuôi gia đình trang trại nhỏ lẻ. Giờ đây về máy xay nghiền đa năng của công ty Bình An mà bà con đã có thể tận dụng được các nguồn nguyên liệu sẵn có trong gia đình chế biến thành nguồn thức ăn dày dinh dưỡng cho vật nuôi. Là đơn vị chế tạo và sản xuất với hơn 30 năm sáng lập và hình thành, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Bình An sẽ không ngừng đem đến cho khách hàng những sản phẩm với chất lượng tốt nhất, đáp ứng hết nhu cầu thiết yếu của thị trường. Nếu quý vị thấy video hay và bổ ích, hãy để lại số điện thoại phía bên dưới để được nhân viên tư vấn hỗ trợ miễn phí. Mua hàng trực tiếp tại công ty Bình An, quý khách hàng sẽ được hưởng chính sách bảo hành máy trong 6 tháng, nhận giá máy niêm yết tại xưởng sản xuất. Vậy tại sao quý vị còn không nhanh tay liên hệ đặt hàng với chúng tôi để được tư vấn miễn phí và hỗ trợ kỹ thuật trọn đời?